Thưa quý vị, vừa qua trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, diễn ra đỉnh điểm trong năm 2022 và quý 1 năm 2023. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến thời điểm hiện tại, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu thuốc cho bệnh nhân có tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, không còn để xảy ra tình trạng bức xúc cho bệnh nhân do bác sĩ điều trị cấp 2 toa thuốc, một toa thuốc cấp theo quy định của bảo hiểm y tế và một toa còn lại bệnh nhân phải tự mua thêm bên ngoài do thiếu thuốc. Để chủ động cho giai đoạn 2023-2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu thầu thuốc tập trung năm 2023. 2024 và trên một thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương mở rộng hiện nay ngành y tế đang tiến hành các bước tiếp theo để đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ và kịp thời cho các đơn vị dự kiến có kết quả thầu vào khoảng tháng 10 năm 2023